still on now. Xin chào quý khán giả, rất vui được gửi tới quý khán giả những ngày tại thủ Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ 20 chiều ngày 1 tháng 6 năm 2024. Em hiện đang ở ngã tư cửa Nam, thủ đô chính phủ các bạn. Buổi sáng bây giờ thủ đô Hà Nội nắng chói chang. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 32 độ C. Trời rất oi quý khán giả. Chiều nay em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng phố cổ từ ngã tư cửa Nam qua tới phố chợ Đồng Xuân. Em Việt sau việc sẽ dừng clip. Buổi tối hôm qua thì thủ đô Hà Nội thời tiết mát, nhưng mà hôm nay thì bắt đầu lại oi nóng rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt, hãy tặng em Việt cho Việt một like. Và quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Trước màn hình là ngã ba Phùng Hưng và tuyến phố Hàng Bông. Rất đông các du khách nước ngoài đang đi tham quan. Trước màn hình là ngã tư Hoàng Sa, Hàng Bông và thành phố Quan Sơn. Trước màn hình là ngã tư đường Thành Phủ Doãn và đường phố Hàng Bông. Wow, khách ăn mặc rất nóng bỏng. Buổi chiều oi nóng. Trước màn hình quý khán giả là ngã tư Lý Quốc Sư và
tuyến phố Hàng Bông, đặc sản tốt du khách dành tham quan. Trước màn hình là ngã tư phố Hàng Chồng và Hàng Gai cũng như Hàng Bông. Wow. Cách tuyệt vời từ Hà Nội chiều này mặt rất sexy, rất đông khi tham gia vào làm đấy, hình ảnh rất nhộn nhịp, kinh doanh buôn bán. Rất nóng bỏng vào buổi chiều oi nóng. Vâng, em Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Gai. Quý cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh vào buổi chiều cuối tuần trên tuyến phố Hàng Gai, hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về nét đẹp tại phố cổ Hà Nội. Du khách sắp xếp một dịp gần nhất tới tham quan. Trước màn hình là ngã ba phố Hàng Gai và Tô Tịch. Đã, em Việt đang ở ngã tư đường Văn Can. Hàng Gai rồi. Mình lại trên đường phố Lương Văn Cả. Cảnh chiều oi nóng. À chị à, chúc chị đã canh nha. Ở bên phía Hồ Gươm thì em Việt sẽ thấy vào cuối tuần này. Vào sáng mai thì chắc cũng có sự kiện nhỏ nhỏ, quý vị các bạn thấy đang diễn ra rồi. Rất nóng bỏng.
Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Đào rồi. Và buổi chiều oi nóng ở trên tuyến phố Hàng Đào đấy. Khán giả các bạn thấy các anh rất tuyệt trần. Trước màn hình là ngã tư phố Hàng Bạc, Hàng Ngang và Hàng Đào. Việt đi sang tuyến phố Hàng Ngang. Trước màn hình là ngã tư Lạc Ông, Hàng Ngang. Từ Hàng Buồm và Hàng Ngang như vậy em sẽ tấm bảng để cho ánh nắng không rọi vào các sản phẩm. Bây giờ thì thấy các cửa hàng bán nước thì đông khách thì đông đảo các bạn, nhìn rất tuyệt vời. Từ Hàng Cá và Hàng Đường. Ở đây thì các cửa hàng kinh doanh buôn bán đều chất. Trước màn hình là ngã tư phố Hàng Mã, Đồng Xuân và Hàng Chiếu. Kiểu cũng như đồ ăn đêm đã bắt đầu phục vụ du khách rồi.
một hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh cửa chợ Đồng Xuân cảnh chiều rất nhộn nhịp. Thì khán giả của các bạn đấy thì rất đông các du khách ra để tham quan. Lông bông. Cảm ơn quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ ngã tư cửa Nam qua tới hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các đường.